Trong quá trình trang trí văn bản, bạn có thể sử dụng bullet và numbering để chèn các ký hiệu đầu đoạn nhằm giúp cho các đề mục trong văn bản nổi bật và dễ đọc hơn. Đầu tiên, bạn hãy nhấn chuột chọn vào đầu đoạn cần tạo đề mục. Sau đó bạn hãy chọn vào nhóm lệnh Home. Để thực hiện việc đánh số ký tự đầu dòng, bạn hãy chọn vào biểu tượng lệnh numbering. Một danh sách gồm các mẫu số ký tự đầu dòng được hiển thị, bạn hãy chọn vào các mẫu số thích hợp cho định dạng văn bản. Tương tự như vậy, bạn định dạng cho các đoạn còn lại trong văn bản theo ý của bạn. Nếu bạn muốn đánh dấu các ký tự đầu đoạn, bạn hãy chọn vào biểu tượng bullet. Một cửa sổ gồm các mẫu ký tự được hiển thị, bạn hãy chọn một mẫu ký tự thích hợp cho trang văn bản của bạn. Ngoài các mẫu ký tự được cung cấp sẵn, bạn cũng có thể chọn thêm các mẫu ký tự khác bằng cách chọn vào lệnh Define New Bullet. Hộp thoại Define New Bullet hiển thị, bạn hãy lướt chọn vào nút lệnh Symbol. Và nhiệm vụ của bạn là hãy chọn một ký tự thích hợp trong hộp thoại Symbol. Chọn xong ký tự thích hợp, bạn hãy nhấn vào nút OK để áp dụng. Và tiếp tục nhấn tiếp nút OK để thoát khỏi hộp thoại Define New Bullet. Sau khi đã đánh theo một dãy số các ký tự đầu đoạn, bạn cũng có thể thay đổi lại ký tự khác với theo số thứ tự bằng cách chọn vào lệnh Define New Number Format. Bạn hãy đánh số thứ tự cần hiển thị ở đầu đoạn trong ô Set Value Tool. Đây là minh họa chỉ giúp bạn thực hiện tốt các thao tác. Để hiểu hơn tất cả các lệnh, bạn hãy xem kỹ lại trong phần lý thuyết.